Thưa quý vị, theo ước tính của cơ quan chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2018, có hàng chục nghìn cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng 4 tháng đầu năm, đã có hơn 31.000 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm bị phát hiện và xử lý. Bắt đầu từ tháng 5, thì các tỉnh thành phía Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt, và đây cũng là thời điểm thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, tấn công vào thực phẩm. Tuy nhiên, việc mua bán và sử dụng thực phẩm hiện nay của người dân cũng như là cơ sở kinh doanh vẫn còn rất chủ quan. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Một khu chợ cóc tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Quầy hàng thịt không che chắn, ruồi muỗi đậu khắp nơi. Phía ngoài cổng chợ, ong sách cũng chẳng khá hơn, trong khi suốt ngày xe cộ, khói bụi đều bám. Chính những người kinh doanh cũng thừa nhận họ phải nhập hàng ít đi, vì trong thời tiết nắng nóng 40 độ C như hiện nay, thực phẩm rất nhanh ôi thiêu. Cả các cái đồ này nó cũng ảnh hưởng của thời tiết lạnh. Như đậu này chỉ để đến trưa là tầm trưa chỉ lấy hơn 100 cái, bây giờ chỉ làm ít thôi, để lắng này nó nhanh hỏng. Nên là không dám để cả các loại giá giấy xếp bò này thấy nó như bất cứ các mặt hàng khác như là lợn, không cũng là đều các hàng nội tạng là đều không ai dám lấy nhiều. Mọi lần trời rét có thể lấy nhiều, nhưng mà đợt này nắng này nó ảnh hưởng rất nhiều hơn là gà vịt hay là đậu. Thức ăn thế dân người ta không ăn được thì sao người ta chợ người ta mua được? Rất là lo lắng, nhưng mà bây giờ thì cũng chả biết phải làm thế nào cả. Rất là lo đấy, nhưng mà bây giờ thì không ăn không được, vẫn phải ăn thôi. Thức ăn đường phố, khu ăn uống lụp xụp nhưng vẫn đông khách. Bánh mì được phơi ra như thế này vẫn có người mua. Những món ăn, kể về bánh, cũng không cần tủ đựng che chắn, bày la liệt ngoài trời. Người bán cũng chẳng đeo găng tay. Với những điều kiện vệ sinh như thế này thì vi khuẩn có thể dễ dàng phát triển, đặc biệt là vi sinh vật. Thực phẩm dễ ôi thiêu, nhu cầu không giảm, cũng dễ hiểu khi nhiều người phải ôm bụng nhập viện cấp cứu.